Hey, chào con các bạn nha. Chào mừng bà con các bạn đến kênh Đông Phúc Vlog mình. Kênh chuyên mua bò và chia sẻ kinh nghiệm nuôi bò. Thì kênh mình hiện nay đang làm dịch vụ cho nhiều chậu bò nha bà con. Thì mỗi chậu bò có bán một lò bò khác nhau. Thì chiều hôm nay mình tiếp tục làm cái video cho chậu bò của anh Lộc ở gần cầu Trà Phí, gần khu Long Điền Sơn. Thì chiều hôm nay anh Lộc về là 4 con bò được xin để vô béo nha bà con. Thì bà con nào chưa đăng ký kênh mình hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, và sau đó thì tiện theo dõi những video tiếp theo nha. Và mình cũng có làm một cái kênh chạy bò anh Lộc, thì bà con xuống phần mô tả đó mình có để link đó, bà con nhấn đăng ký ủng hộ chạy bò anh Lộc, và sau đó thì tiện theo dõi những cái video sau này anh Lộc đăng lên thì bà con đã nhận được ngay nha. Bây giờ mình mời bà con xem video. Cả nhà mình ha, hôm nay em lên hai cặp bò đực nha, con cặp đây nó ít tiền nha cô chú anh chị. Đó, tại vì hai con đây nó hai kiểu, với lại nó bị trật sấy nha. Một con đầu tiên này là nó cái sấy đây là sấy chồm nha. Nó con đây thì chân bự luôn nha, thùng dạo vài bản hết nha. Nó chỉ tội cái sấy thôi nha. Nó đầu trụi đồ đẹp lắm, chân cắn đồ bự, thùng dạo vài bản nè. Quay cho cô chú anh chị coi xem rõ nè, nó cô gái kia thôi. Thùng dạo vài bản nha, yếm đồ cũng bự lắm nha. Con đây thì nó khoảng thước lẻ 5 bò nha cô chú anh chị. Đó, đùi đít rồi vẫn đùi nó cũng có hết nha. Đó, quay cho kỹ cho cô chú anh chị xem nha. Đó, thì hai con đây nè. Đó, đây là con đầu tiên. Đó, là nó con đây nó sấy chồm nó ngay dưới đỉnh gu nha cô chú anh chị. Đó, ngay dưới gu nha. Đó. Đây là cái sấy mặt hiện nghiêm chỉnh, còn đây là cái sấy ngay gu nè, đó. Đây sấy lưng đó. Rồi còn qua con thứ hai nè nha. Đó, con thứ hai thì mẫu bộ tay nghe, cao tay nghe cô chú anh chị, cũng có gu vài bạn đầu trụi luôn nha. Con đây thì nó nhỏ hơn chút, nó khoảng 9-10 nha. Nè, để em đẩy xô qua cho cô chú anh chị xem nha. Đó, hai con đó đó, đó hai con đó 9-10 à. Sấy mặt thì nghiêm chỉnh nha, còn chỉ sấy lưng ấy, thì nó hơi sụt cái sao một chút nha. Đó, hai đây con đây thì nó khoảng cũng chạng chạng cái cũng mét lẻ 5 đổ lại luôn nha cô chú anh chị. Con bự thì mét lẻ 5 nữa. Này, hai đứa thì nó 9-10 với nhau à. Hai con đây em bán giá tại chuồng 33 triệu nha. Đó. Đó. Em quay kỹ cho cô chú anh chị xem nha. Hai con đây thì chân cẳng đồ này kia thùng dạo vài bản hết nha cô chú anh chị. Đó. Em quay kỹ cho cô chú anh chị xem luôn nè. Đó, thùng dạo rồi. Dạo rồi vài bản hết nha. Chân cẳng là móng sò rồi hết, đứng thẳng hết nha. Còn đứng thẳng hết nha. Hai con đây 9-10, hai con đây ít tiền nè. Đó, cô chú anh chị nào ưng ý thì cứ alo cho em nha. Đó. Rồi, đây là cặp thứ cặp đầu tiên nè, em quay kỹ cho cô chú anh chị xem ha. Đó, hai con đó nha. Đầu cổ đồ đẹp hết nha. Đó, chân cẳng đồ đẹp. Em lại gần nè, em lại gần nè để cô chú anh chị định dạng coi bò nha. Đó. Hai con đó. Em đi xa, đó em đứng ra xa khoảng 5 mét nha cô chú anh chị, 4-5 mét nha. Đó, mình coi con bò thì phải coi thực tế dày, phải coi cái độ xa nó mới biết được thực tế con bò chính xác nha cô chú anh chị. Chứ lại gần thì thấy con bò bự lắm, nhưng mà mình phải đi xa để dạy thực tế với chính xác con bò nha cô chú anh chị. Nhớ nha, hai con đây hai kiểu nha, con mẫu lộn với con mẫu cao tay nha. Đó, thì có sao nói vậy nha. Hai con thì nó con đầu tiên thì sấy trộm, con phía sau thì nó sấy sụp nha. Thời giờ mình nuôi vỗ béo mà không quan trọng cô sấy cô chú anh chị ơi. Nuôi qua mùa mưa đây mập bò lên bán cũng có lời nữa. Hai con đây thì nó ít tiền của chú anh chị. Đó. Rồi đây là hai con đầu tiên. Rồi em qua cặp thứ hai nha. Em có nay có hai cặp rồi cô chú anh chị. Đó. Đó. Đây là con thứ hai nè. Đó. Hai đây phân mép mốt bò đổ lại, mép mốt bò nha. Đó, mép mốt bò đổ lại nha. Đầu trụi luôn nha cô chú anh chị. Nè, xé mặt nó nè. Đó. Xé mặt đó. Đầu cổ rồi thùng dạo rồi vài bản, hai con đều, hai con đây đều nha cô chú anh chị. Đó, em đứng xa ra nè. Đó, em đứng xa ra khoảng 4 mét, 5 mét luôn nha. Đó, con đầu tiên đó. Cho cô chú chị coi đó dòng mặt đó nha. Nè, chân cẳng đó nè nha. Dạo rồi thùng rồi vài bản nha. Hai con đây mẫu cao tay nha. Dài đòn lưng đôi hết nha. Mang bò đây mai mốt nuôi ra lưng đôi hết nha cô chú anh chị. Đó, có gu vài bản nha. Hai con đây thì sấy bốn nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị. Đó. Con đạm đây là con đây con đạm nha. Đây màu đạm nha, đó. Rồi. Hai con đây nè, đó. Em quay đứng xa quay nhiều góc độ cho cô chú anh chị coi xem nha, kỹ nha, đó dần đít đó.
đó. Đây là con thứ hai nè, con thứ hai con đỏ nha. Đó, em lại gần nè, đó sẽ lưng nè. Có gu rồi, hai con này có gu rồi bạn nha. Sẽ mặt nó nè. Mặt nó là đó, sẽ mặt đứa nào cũng đẹp trai hết nha cô chú anh chị. Rồi em show ra cho cô chú anh chị xem nè. Đó, em đứng xa ra nè, đó, hai con đó. Từ chát quá. Đó. Cô chú anh chị xem cho kỹ nha. Rồi em đứng xa ra cho cô chú anh chị xem nha. Đó, thùng dạo bà dậu yếm đồ bài bán hết nha cô chú anh chị. Đó, em đứng xa ra cho cô chú anh chị xem nha. Rồi hàng đây em bán giá tại chuồng 37.500.000 nha. Nói chung bò đây em bán em còn bớt chút đỉnh tiền xe cho cô chú anh chị trễ giờ nha. Bớt và bớt ít thôi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ưng ý thì thích cặp bò nào thì cứ alo cho em nha. Nha. Chứ bò đây mua cũng hơi cũng khó kiếm lắm nha cô chú anh chị. Mua về chủ yếu lấy đồng tiền công tiền lợi về 300 con thôi nha cô chú anh chị. Nha. Em quay kỹ nè, cặp bò thứ hai nè, em quay kỹ cho cô chú anh chị xem nha. Đó. Hai con đây hỉ điều bò nha cô chú anh chị, sấy bướm nghiêm chỉnh luôn nha. Hai con này mít mốt của lại nha. 37.500.000 giá tại chuồng nha cô chú anh chị. Đó. Lưng đôi hết luôn nha, cậy đuôi bự hết luôn nha. Đó, cậy đuôi nè. Kiểu nào nấy cậy đuôi cũng bự hết nha. Đó. Con đạm đây mai mốt chỗ khú luôn nha cô chú anh chị. Đó, hai con đây. Điều bò lắm nha. Đó, em đứng xa ra nha. Đứng xa rồi coi hai con bò đó chở đều cho cô chú anh chị xem nghe chỗ rõ nha. Đó, em đứng xa ra coi mới thực tế được con bò nghe cô chú anh chị, để cô chú anh chị nói bò bự và nhỏ nghe. Em đứng xa ra hai con hai kiểu rồi đó, hai con nè cho đứng hai nơi luôn rồi nữa để cô chú anh chị xem nghe cho kỹ nha. Đó, con thứ hai đó, đó con thứ hai em quay từ từ chậm rãi cho cô chú anh chị xem nha. Đó, con thứ hai nè, còn con thứ nhất nè. Đó, đó con thứ hai đó. Rồi em show lại cho hai đứa nó đứng nè, hai đứa để đều luôn nha, hai đứa để đều đó, con đầu tiên nè. Đó, hai đứa để bàn trang cô chú anh chị. Đó, lưng là lưng đôi hết luôn nè. Ăn uống thì thôi mấy đây ăn uống bao phê hết luôn, dỗ yếm thì lòng thòng nha. Đó, em quay kỹ em ngồi xuống cho cô cho chú anh chị xem cho kỹ con bò luôn nha. Đó, đầu nè, đó đẹp ha, đứa nào cũng đầu trụi đẹp hết đó nha, đít đồ bự hết đó nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào coi ưng ý cặp bò nào cứ alo cho em nghe ha. Nói chung là em bán em còn bớt chút đỉnh tiền xe thôi nghe cô chú anh chị, chứ không bớt nhiều được nghe cô chú anh chị. Bớt chút đỉnh đi tiền xe để cho cô chú anh chị đưa con giống về nhà thôi nha. Rồi. Rồi thôi video nó cũng dài rồi, em cũng chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị những video khác ha. Rồi, em quay cặp thứ hai nè. Nè, cặp đầu tiên nè. Em quay kỹ lại cho. Đó, cặp thứ hai đó. Em đứng xa ra nha. Cặp đầu tiên nè. Cặp thứ hai đó. Rồi bye bye chào cô chú anh chị nha.